Hỏi: Phật tánh cùng phiền não là đồng hay chẳng đồng? Cái câu hỏi này rất là khó. Phật tánh cùng phiền não là đồng hay chẳng đồng? Chúng ta nói sao cho trúng? Chưa đọc cái lời của Ngài, mình nói đồng hay chẳng đồng? Đó là một câu hỏi rất là khó trả lời. Đáp: đồng, tuy là đồng, nhưng phiền não sanh diệt có đến đi, Phật tánh không có đến đi. Đồng thì đồng, mà một cái thuộc sinh diệt, có đến có đi, còn cái không có sanh diệt, không đến đi. Giải thích vì sao? Vì Phật tánh thường giống như hư không, sáng tối có đến đi, hư không không có đến đi. Do đó Phật tánh không có đến đi, ba đời không có pháp chẳng sanh diệt. Như vậy Ngài thí dụ rất là rõ, Phật tánh với phiền não là đồng, nhưng mà một cái thuộc về sinh diệt, cái không thuộc sinh diệt, giống như hư không và tối với sáng. Quý vị thấy tối sáng có rời hư không không? Như vậy tối sáng đồng hư không hay không đồng? Đứng về hiện hữu thì cái sáng, cái tối nó đâu có rời hư không, nó hòa nhập trong hư không, cho nên nói đồng. Đồng mà không đồng. Tại sao? Tối sáng có sanh diệt mà hư không có sanh diệt không? À, cũng như vậy, phiền não có sanh diệt mà Phật tánh không có sanh diệt. Cho nên đồng, vì Phật tánh không rời phiền não không ngoài Phật tánh. Nhưng mà một bên sinh diệt, một bên không sanh diệt. Vì vậy mà đây mới lấy ví dụ hư không với tối và sáng. Như vậy thì Phật tánh không có đến đi, mà phiền não thì có đến, có đi, có sanh, có diệt. Cho nên phiền não thuộc về ba đời, mà Phật tánh thì không có thuộc ba đời, không có sanh diệt.